Hello mọi người, chào mọi người đã quay trở lại. Lại là mình JetBlue đây. Sau nửa tháng offline thì mình đã quay trở lại rồi đây. Và hôm nay mình muốn giới thiệu cho mọi người một con game và nếu mọi người chưa quen thì ngày xưa chúng mình đã từng chơi con Daily Miner. Thì đây chính là con Daily Soap, cũng thuộc cái game của bọn Dev Daily Miner và Daily Fish đã từng làm ha. Thì nói luôn nhá, đây là một con game Ponzi. Và con game Ponzi thì mọi người biết rồi đấy, mình vào càng sớm càng tốt ha. Còn đâu nếu vào muộn thì chắc chắn là bị úp bô. Theo thông tin mình nhận được thì con game này mới chạy từ ngày 15 tháng 8 và hiện tại nó đang có cái pool là gần 100.000 đô thì anh em hoàn toàn có thể vào được. Còn đâu cái thời điểm anh em không nên vào nữa là sau khoảng tầm 15 ngày. Nha, sau 15 ngày thì anh em tuyệt đối không nên vào nữa vì 100% mọi người sẽ bị úp bô. Mình nói nhanh cho nó vuông ha. Thì con game này thì nó cũng tương tự những con game khác thôi. Đầu tiên nếu mọi người muốn vào con game này thì mọi người cần có một cái ví MetaMask ha. Thì ở bên này thì mình sẽ login bằng MetaMask, thì bằng cái ví của mình ha. Rồi thì mình cần phải ký một phát nữa. Rồi sau khi mình đăng nhập vào rồi á thì nó sẽ có giao diện như thế này ha. Thì sẽ có từng mục ở bên dưới này và mình sẽ giới thiệu chi tiết cho mọi người ha. Đầu tiên là deposit. Thì ở đây thì mình sẽ cần nạp USDT mạng BEP 20 vào đây ha. Thì mọi người cần chuyển BNB thì mọi người cần chuyển USDT từ trong sàn của mọi người vào trong ví. Đó. Thì sau khi trong ví rồi thì mọi người vào mục deposit này, mọi người nạp vào, nhập số tiền tương ứng ở đây ha. Rồi tiếp theo là mục rút tiền này. Thì ở đây thì mình sẽ rút ra, sau khi mình chơi con game này á thì mình sẽ nhận được cái số coin. Và cứ một coin sẽ tương đương với cả một đô ha. Thì mọi người nhập số coin vào đây, mọi người rút. Thì rút tối thiểu á thì sẽ là 5 coin. Và sẽ mất phí 6%. Và mỗi lần rút thì mọi người cần phải đợi cái thời gian cooldown là 24 tiếng. Đó. Và cái khi mà mọi người ấn withdraw á thì nó sẽ duyệt trong vòng từ 2 giờ đến 14 giờ UTC. Là trong cái khoảng thời gian này thì cái số tiền rút thì sẽ được duyệt trong đây nha. Đó. Rồi đến phần tiếp theo là NFT. Đó thì ở đây là mình sẽ có thể quản lý được những cái con NFT của mình hiện có ở đây ha. Rồi tiếp theo là mục shop này. Thì ở đây tức là mình sẽ mua những cái NFT shop. Đó. Thì những cái NFT này nó sẽ có tác dụng là tăng cái mining power. Đó thì ở đây sẽ có từ level 0. Level 0 là free ha. Thì mình đã có từ sẵn rồi. Và đến tối đa là level 7. Còn level 8 thì nó sẽ update vào ngày 19 tháng 8 ha. Thì cái NFT này khi mọi người có ấy, nó sẽ tăng cái NFT limit của mọi người lên này. Đầu tiên là NFT limit. Khi mọi người có con NFT shop level 7 thì mọi người sẽ được mua tối đa 700 cái con NFT. Rồi tăng cái phần thưởng nhận từ rep lên 6%. Và mining power tăng 50%. Đó, ví dụ là một con NFT mọi người mining được 1 coin một ngày. Thì khi sở hữu cái NFT shop level 7 thì mọi người sẽ nhận được 1,5 coin một ngày ha. Và giá của nó thì ở trên cùng này rồi. Rồi tiếp theo đến mục bốc. Thì đây chính là cái chỗ để anh em có thể mua những con NFT và tiến hành đào coin ha. Thì ở đây nó sẽ có những cái thông số như sau này. Là cái tỷ lệ rớt khi mọi người mua bốc thì là common là 40% này. Uncommon là 30%. Rồi và tương tự như thế đến legendary là 3%. Và cái số coin đào được trong ngày nó cũng ghi luôn ở bên dưới là 0,2 coin cho một ngày. Với con Common ha, và cái tuổi của nó là 65 ngày, tức là sau 65 ngày thì con này nó sẽ chết, mọi người không thể sử dụng nữa. Và mình nghĩ là khi mà con này đã chết rồi thì cái game này cũng đã kết thúc rồi, cho nên mọi người không cần phải lo về cái số tuổi này ha. Rồi tiếp theo là game. Thì trong này nó sẽ có những cái mini game ha, ví dụ như là cái zombie mode này thì có pool là hiện tại đang có pool là 75 coin. Đó thì mình sẽ ấn vào detail này để mình để đọc thêm chi tiết này. Cái gameplay detail của nó sẽ như sau này. Mình sẽ attack cái con zombie này. Nếu mà mình thắng á thì mình sẽ nhận được cái số tiền chiến thắng ở trong cái pool đó. Mình sẽ sử dụng 0,06 coin để attack zombie và chúng ta sẽ có được cái cơ hội để win cái jackpot. Đó. Còn nếu mình thua á thì cái số tiền mình dùng sẽ được chuyển vào trong pool ha. Đó, và ở đây cũng sẽ có luôn những cái tỷ lệ drop cho mọi người này. Là 0,1% thưởng của pool thì sẽ là 20% mình có thể thắng và tương tự như thế. Đấy, jackpot 50% của cái pool này thì chỉ có tỷ lệ là 0,01% mà thôi. Và ba cái game bên phải này là nó chưa có mở ha. Thì sau khi nào mở thì mọi người sẽ có thể khám phá sau. Rank ở đây thì mình cũng chưa thấy mở ha. Rồi, tiếp theo là mục referral. Thì ở đây thì mọi người sẽ có được cái link rep của mình ha. Và khi mọi người sử dụng cái link rep này để mời được người mới vào con game này thì mọi người sẽ nhận được những cái quyền lợi như sau. Thì ở đây nó có mục referral
Program này, nó sẽ cần shop của bạn đạt level 5. Nếu người bạn của bạn sử dụng cái link rep bạn gửi á và nạp vào 100 đô thì bạn sẽ nhận được 5% theo dạng là nhận được coin, tức là 5 coin ha. Và cái yêu cầu của nó là shop của mình phải đạt level 5. Và để mình check lại cái shop ha, cái shop của mình tối thiểu level 5 thì mình phải bỏ ra 150 đô ha. Rồi, và đơn giản là như thế thôi. Và tiếp tục mình sẽ mở bốc cho mọi người xem ha. Ở đây thì mình đã nạp 10 đô vào để mình test nhân phẩm rồi. Thì ở đây mình sẽ mua được một bốc ha. Rồi, mua luôn. Rồi, mình mở được con gì đây? Come on. Trời đất ơi. Đây, mình đã mở được một con come on ha. Và cái số coin mình nhận được mỗi ngày là 0,2 coin. Và mình sẽ nhận được cái 0,2 coin này á vào mỗi ngày 17 giờ UTC hàng ngày. Và rồi, con game này nó chỉ đơn giản là như vậy thôi. Và nó không có gì để chia sẻ nhiều cả. Và cốt lõi đối với những cái con daily may, những cái con Ponzi kiểu này á, thì mọi người chỉ cần nhớ một điều là mình vào càng sớm càng tốt. Còn nếu mà đã muộn rồi thì skip luôn, không cần quan tâm đến nó làm gì cả. Và đây cũng là một cái kiểu dạng game có cái độ rủi ro rất là cao ha. Cho nên mọi người hãy cân nhắc trước khi đầu tư tiền vào những con game theo cái thể loại như này ha. Rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi và hẹn gặp mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye.